Hello, xin chào tất cả các bạn đã có trở lại với Truck Simulator Ultimate. Và hôm nay thì chúng ta đã có một bản update mới. Bản update ngày 24 tháng 9 năm 2021. Cái bản này chính là bản update V1.0.5. Như vậy thì theo mình theo dõi thấy thì khoảng một tuần thì game này nó sẽ update một lần. Và trong lần update này thì chúng ta sẽ có 2 tin vui và cũng có rất nhiều tin buồn. Rồi, tin vui ở đây thì các bạn sẽ thấy luôn ở trong thông báo đây. Chúng ta sẽ có thêm là xe mới. Và theo mình biết một số thông tin là chúng ta sẽ có thêm 3 chiếc xe mới. 3 nhưng mà thực ra chỉ có 2 thôi, 2 mã mới. Rồi, và một số các cái đường ở các cái cung chúng ta được thêm và bổ sung thêm một số các cái đường về mốt xây dựng, tức là chúng ta sẽ chở vật liệu xây dựng ở trong cái mốt online này. Và thêm nữa là chúng ta được feedback, tức là sửa một số lỗi. Game thì thực sự vẫn còn rất nhiều lỗi, đang đi bị cắt ngang đường, rồi đang đi bị thùng rơi vào đầu rất nhiều. Rồi, đó là những cái thông tin vui mà Nhất Hành mang lại cho thông báo cho mọi người. Và tin buồn thì thật sự rất buồn luôn. Ở bản update này thì giống như cái bản update V1.04 vào ngày 17 tháng 9 thì bản update mới V1.05 này rất nhiều quảng cáo. Tin buồn là rất nhiều quảng cáo. Và thêm nữa là cái việc siết lại cái phần đây, vừa nói phát là có cái quảng cáo của Shopee ngay dưới này. Và nó sẽ siết lại cái phần mà chúng ta cày cho anh em là muốn chơi cày kiếm cash tiền ấy thì nó sẽ khoai hơn. Tại mỗi lần chơi là chúng ta sẽ phải xem quảng cáo hoặc là mất hai cái gold, tức là 2 cái vàng. Thì như vậy cái việc chơi cày nó sẽ khoai hơn. Bây giờ mỗi lần chơi anh em mất 30 giây xem quảng cáo nữa. Thì ông tưởng tượng một công ty nó có 20 xe mà mở khoảng 3-4 công ty mà xem quảng cáo cứ 30 giây thì các bạn phải tốn thời gian như nào mà xem thật sự nó rất là chế luôn, cứ xem đi xem lại cái đấy nó rất là khó luôn. Rồi, điểm qua một chút đây cho anh em xem này. Chúng ta vào carrier này. Đấy, đây nha. Ở cái bản update này gì đây, nó cũng đã có thêm cái tính năng VIP đó. Nếu anh em mua VIP 135.000 một tháng thì chúng ta có cơ hội là chúng ta nhận được offer right, tức là cái offer mà không phải đấu giá ấy, thì nó cao hơn. Đấy, 7.200 kìa. Còn nếu anh em chọn những cái offer right giá rẻ nó chỉ có 4.100 này, 3.700 rất ít thôi. Còn hình như cái giá này cũng bị nia đi rồi này. Giá cũng bị thấp đi rất nhiều này. Đó. Giá cũng thấp đi. Nói chung là càng ngày thì cái đợt đầu thì nó chơi nó dễ hơn anh ạ, kiếm tiền nó dễ. Chứ bây giờ nhá, mình thử cái offer ride này. Đây, take job này. Bên này mình không có xe. Mình chọn nước Việt Nam vào đây. Brazil. Malai mình không có xe đấy. Offer ride cái này anh em mà có VIP. Đó, chỉ là 1.300. Còn không chỉ được cung lẹt tè này thôi. Đấy. Mỗi lần chơi là chúng ta sẽ phải là bây giờ nhận xe chúng ta sẽ phải xem quảng cáo. Hoặc nếu không xem quảng cáo thì chúng ta mất 2 gót. Cái gót này dùng để nâng VIP. Và chúng ta rất cần gót. Gót này thì kiếm cũng chỉ bằng xem quảng cáo. Nhưng kiểu gì kiểu các ông vẫn phải xem quảng cáo của nó, không thể tránh được. Đấy nha. Bây giờ muốn chạy được cung này chúng ta sẽ phải xem quảng cáo này. Nó giống cái bản Beat Simulator ấy. Nó chúi ở chỗ đấy. Rồi. Map mới là map gì thì ở đây mình cũng chưa thấy có map về xây dựng như trong mode online thôi. Tí em mình sẽ thử vào thử mode online chúng ta chơi thử nhá. Rồi, đó là cái thứ nhất là cái điểm hạn chế là chúng bị nhiều quảng cáo hơn. Rồi, phần đó đến tiếp đó chính là về cái xe. Chúng ta có 2 chiếc xe mới, 3 chiếc xe mới. Không phải xe này. Đây. 3 chiếc xe mới thì đây, ở America chúng ta sẽ có trước xe mới, tại vì trước cũng thấy nhiều người kêu là bên chắc của Mỹ ít xe quá, có 6 xe thì làm sao mà cạnh tranh được. Đây chúng ta sẽ có thêm một con Kenworth thì phải. Con Kenworth T800 này, con đắt nhất này. Rồi, con Fighter. Gọi con này. Đây. Chúng ta có thêm con Kenworth 100 này. Con Kenworth 100 này chắc là cũng từ thời Tám Hoánh lâu rồi. Mà giá thì ảo loi ấy. Xe thì có 300 HP, 300 mã lực mà giá thì 245k. Ui cha ơi, xe gì mà đắt vậy. Là 245k này. Con xe này thì có 3 chân 6 cầu. Đúng rồi, 3 chân 6 cầu. Đó. Có thêm con xe này thôi. Má ơi mà sao con này 245k. Ui, mà ở thêm cái bản update này nữa là giá xe được nâng lên gấp đội, nó lạm phát giá rất khiếp luôn. Anh em nhìn xem này, ngày xưa nhá, chúng ta có con rẻ nhất là cái con này Inter ngày xưa là có chỉ có 65k thôi, 65k thôi, bây giờ nó lên thành 234k. Con Kenwood này ngày xưa chỉ có 100k ấy, bây giờ lên thành 238k rồi. Con Pfizer này cũng nâng lên 240k rồi. Con Kenwood này mới ra thì mình không nói. Con Volvo này cũng nâng lên 576k, gần như gấp đôi luôn. Con Freeter này thì cũng 645k. Ui dồi ôi. Rồi con Max Athem này thì là 680k. Ôi. Rồi con này thì hạ, con này thì con sẽ ngày xưa là 65 lên 234, là xe gần nắp lên gấp 4 lần. Phải trưởng xe nắp lên gấp 4 lần đó. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có thêm con có một con xe này ở bên bản của Mỹ này. Rồi ở bên bản châu Âu thì chúng ta sẽ có thêm hai xe nữa, nhưng thực ra nó chỉ là một mã thôi. Tức là một mã là 2 chân, một mã là 3 chân. Đây, xe ở bên châu Âu chúng ta sẽ có thêm này. Đây, giá xe ở châu Âu nó cũng đắt lên này. Ôi dồi ôi. Con này ngày xưa chỉ có 40k, lên giờ lên 120, như vậy nó tăng nhân 3 nhân 4 đấy anh ạ. Con này 147k. Con Man này cũng nâng lên thành 285k này. Con Man ở lần trước nó chỉ có 90k thôi. Con Man này cũng 294k, đắt lên gấp 3 này. Rồi con Volvo FH 2016 này, con này bản cũ này 305k này. Con này chắc là nhiều người sẽ bán đi, tại vì chúng ta sẽ có một con Volvo mới. Con Renault 324 này. Ui dồi ôi. Rồi chúng ta sẽ con Renault này 3 chân này. Rồi Iveco vẫn thế thôi. Iveco là chúng ta giá, tất nhiên là giá tất cả các con đều tăng nhá. Rồi con Scania này cũng tăng này, 342 này. Ông nào mà trước mà mua được nhiều xe thì lãi phết đấy, bây giờ bán ra lãi. Rồi chúng ta sẽ có một con Scania 348k. Rồi con DF3 351k. Đây như nó sắp xếp lại con DF3 này, hai con 3 chân vào với nhau này. Đó. Lần trước còn 2 chân 3 chân nó để lệch nhau nhìn khó thế, bây giờ nó để sát được nhau này. Đấy, hai con này thì đắt chênh nhau có 6k thôi, nhưng con 2 chân một con 3 chân nhá. 3 chân thì đi vững hơn, của thực tế trở nặng. Rồi, con Merc 1844 này, 360. Merc thì hầu như không điều chỉnh mấy đấy, anh em trước mà mua nhiều Merc thì không lãi đâu. Merc trước có 245 thì nó lên 366 thì lên khoảng 100 thôi. Rồi con Merc 2010 này. Rồi. Con Merc 2 cầu này. À con Merc đời 2010 này. Ơ sao nó gắn Merc 2010 chứ nhỉ? À có 3. Cái con Merc này nó có 3 bản. 6x4 version 2, nó chỉ khác nhau mặt ca lăng thôi, chứ mình cũng nói cho anh em rồi. Đấy, chúng ta khác nhau mặt ca lăng này. Con xe mới đó. Rồi con Ronald lên 650, trời ơi. Con Ford 651, chát chúa. Con Ronald, con Ronald 2021 này, con cũ là mình là có rồi này. Con này chậm này. Rồi con Merc này thì Merc thì lương lên là 663 này, Merc ngày xưa đắt nhất. Đấy, con này ngày xưa đắt nhất game là 699 này. Bây giờ chúng ta sẽ có con đắt hơn là con này này. Đó, chúng ta sẽ có con Volvo SH 201 và được búp thành 650 HP. Nó là sẽ ra xe mạnh thứ nhì của game. Ơi, con này mạnh thứ nhì. Và con này mới ra này. Con này thì 910k. Trời ơi. Để mua con này thì mình sẽ làm một video sau nhá, sẽ là bán bớt xe để mua. Chứ bây giờ cày tiền thật sự không cày được em, khó lắm rồi. Phải tìm quá khoai luôn. Rồi, đó là cái bản update về, chúng ta có update về xe này, update về cái gameplay được nhiều quảng cáo hơn, có thêm cái VIP ở dưới ở các cái phần job này, muốn có ưu tiên cho VIP, những người bạn nạp tiền để kiếm cash dễ hơn. khoai nhất là giá xe nhân độ lạm phát nhân mấy. Rồi mình xem từ company thì chúng ta không có update gì nhá. Ở company này chúng ta không có update gì. Vẫn chậm như vậy. Hút máu nhiều hơn nhưng mà game vẫn như vậy. Rồi đây là một cái office, mình nâng level max rồi. Mình không thấy có gì thay đổi cái office này. Cái này vì tiến được kiếm khó các bạn hạn chế nâng office nha. Tập trung vào cày xe thôi. Bị lỗi này. Bị trắng này. Trước chúng ta có một con Volvo ở đây nhưng bị lỗi rồi. Đây đoàn xe của mình đây. Chắc là sẽ phải bán bớt xe nhỉ. Bán bớt xe thì mới mua được xe mới. Chắc chắn là thế rồi. Nhưng mà rất may đợt trước thì mình cũng tiết kiệm được khá khá. Mình cũng đã unlock được rất nhiều office. Đây, trước mình unlock được bao nhiêu office rồi đây. Đấy, một đống office rồi. Rồi, chúng ta sẽ qua thử mode online là xem có tình hình thế nào nào. Rồi, online chúng ta vẫn có 4 server như vậy. Một server VIP và 4 server private. Mình sẽ vào server. Thế anh em chơi online bị lỗi nhiều lắm, không biết thế nào. Rồi. Vẫn thế thôi. Kiểu gì kiểu server VIP thì vẫn phải. Xem nào. Rồi nên mình tạo job xin vài vào chơi không. Quên phải chọn về server Việt Nam mọi người ạ. Phải chơi về server Việt Nam nhé. Đợi tí xem có ông nào join mình vào chơi cùng. Đây, vẫn cùng là chơi online với thử mấy anh em xem nào. Chúng ta xem. Đây mình sẽ join thử chơi mode online ở bên bản lép V 1.0.5 này nhá. Xem có khác bao gì không. Thế bảo có thêm cái mode đấy là cái chính xác là chúng ta sẽ có thêm cái mode ở vật liệu xây dựng. Chắc là mình sẽ làm một video riêng rồi đấy. Mà chúng ta chơi thử cái online xem nó có gì thay đổi không. Thực sự game chuối rồi. Rất chuối rồi. Rồi. Ok. Hôm nay mình đi con Scania nhá. Trường gỗ nha. Nhưng mình ít khi chơi con Scania này. Đây là con Scania độ ngầu phết chứ. Có gì vậy ta? Scania ở đời rất bá nhưng mà trong game thì khó lái vậy. Điên này nó cứ bấm coi sao đít vậy. Cùng này cũng gần thôi. Vậy ở gameplay này chưa thấy có cái gì khác bọt cả. Một số các cái chỉnh về vô lăng còi thì nó vẫn giữ nguyên nhé. Sao có một xe đang bám mình kìa. còi mình nó cũng bị lệch đi. Scania tăng tốc cũng bá phết chứ. Xe này có lái phết đấy, thì nó đánh lái nó cứ vòng và vòng vành. Nhưng mà chúng ta có thêm 3 cái chiếc xe mới, à 2 thôi, chắc mình sẽ làm 2 video đánh giá về 2 cái xe đấy và thử một cái mốt xây dựng, nó là một video nữa. Ngày hôm nay thì chỉ review qua cho người bạn đếp về 1.0.5 chúng ta có những cái gì, thật là update không hay là up lùi. Có thêm xe nhưng mà kiếm tiền nó khoai hơn, nên là những bạn nào soi mới này. À thêm một nữa là rất nhiều anh em hỏi về iOS, thì iOS bản này chúng ta chưa có cân nhắc nhá. iOS chỉ có đến bản V1.0.2 thôi, nên là iOS chưa có những chiếc xe này đâu. Kiếm tiền khoai hơn rồi. Ngày xưa chạy một ngày có khi mua được cả gian xe rồi. Ủa cái gì vậy? Đây chính là em Scania nhé. Rồi cho ông kêu vươn lên mọi người xem con xe Scania này. Exit right. Exit right. Như cái phím con cái phím xi nhan nó làm to hơn thì phải, nó cũng được chốt lại cái phím xi nhan. Chốt lại thì chúng ta có vẻ cần về trước đâu. Thì ông đi chậm thế. Cầu phao ảo đấy. Ở một số map ở gỗ chúng ta sẽ có đi qua cái đoạn đi vào cái vùng này nhá. Hôm nay mình sẽ chơi thử một cái map này riêng mọi người xem. Map chở gỗ là khá đặc biệt nhá. Rồi chúng ta sẽ đi vào đường gọi là đường gì ta? Đường không phải đường bê tông ấy. Đó. biết rồi. Chúng ta về điểm cuối cùng rồi. Turn left. Turn left. Nói chung bản update này mình thấy online chơi không bị lỗi mấy đâu. Map chịu gỗ này. Rồi đến một tí cho ông kia ông còn vào. Rồi kết thúc lộ trình. Sao không được ta? Như phải đỗ trúng cái điểm kia mới được cái nào. Ôi xe đâm xuyên nhau rồi. Lái vào đây nha. Khoai phết nó bắt đầu đỗ thẳng rồi mọi người ạ. Chưa được ta. Rồi được rồi. Rồi được 795 tiền nhá. Đúng là ở bản update này thì chơi có vẻ cũng phải mượt hơn đấy, nhưng mà có sự quảng cáo thì khiếp thật. Ok, xin chào gặp lại nhé.